But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what I holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in tìm em qua con sân khấu.
Về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chiều Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đời để con đường mới tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nào lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng câu, anh qua cầu Hồng Phú. Ước gì ta với mẹ cha để đôi ta được là con một nhà. Phú Lý ơi, câu hát dân ca em vẫn hát, châu này châu thế châu thế. Anh còn son, em cũng còn son. Anh về thương với mẹ cha để đôi ta được. Cảm ơn ca sĩ Hương Sen. Lòng
sao mãi nơi chân chừng bất chợt lẻ lời thân thờ biển vẫn thấy mình dài giống thế sẽ canh buồm một chút đã cô đơn gió âm thầm gấm nói mà sao nói phải mòn anh đâu phải là chi mà nhuộm em đến tím sớm có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến dù sông đã làm anh nghiêng ngả vì em anh xa em chừng bất chợt lẻ loi tân thời
tiền vẫn thấy mình dài giống thế. Xa canh buồn một chút đã cô đơn. Gió âm thầm gắng nói mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là gì mà nhuộm anh đến đi. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu vời. Để chào đón sự hiện hữu của toàn thể tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng ngồi nghỉ ngơi trong ít phút với nhau với những câu chuyện vui vẻ trong ngày cưới đôi bạn trẻ. Và đề nghị ban tổ chức bộ phận lễ tân, chúng ta sẽ có mặt tại hôn trường lúc này để cùng rót những chén trà thật xanh trong và những điếu thuốc thật thơm nồng. Cùng với toàn thể tất cả quý vị xin được trân trọng kính mời. Vâng thưa quý vị, và để chào mừng sự kiện trọng đại của chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diệu lúc này đây, ở trung tâm tổ chức sự kiện Hải Lâm cùng với anh em nghệ sĩ có mặt tại chương trình hôm nay rất vui mừng vinh dự khi được đồng hành và tác hợp, cùng với đó kết hợp cùng với ban tổ chức gia đình tổ chức chương trình lễ thành hôn. Và lúc này đây xin gửi tới quý vị món quà âm nhạc đầu tiên, và cùng với đó là sự chào đón hai đoàn đại biểu với ca khúc mang tựa đề Khách đến chơi nhà qua dòng ca của MC Đình Kỳ cùng với nữ ca sĩ Hương Sen với sự có mặt hỗ trợ đồng hành cùng với keyboard âm nhạc Quang Cảnh. Xin mời quý vị cùng đón nghe và thưởng thức ca khúc này. Một tràng vỗ tay được không quý vị ơi? Thank you.
giọt giọt đầy hát giọt trên cha mời nhau, giọt giọt đầy hát giọt trên cha mời nhau.
Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thú vị, vẻ đẹp lung linh huyền ảo của chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diệu lúc này đây. Thú vị, hôn nhân là một sự kiện trọng đại của mỗi con người và ai ai cũng sẽ phải trải qua. Và lúc này đây, thiên thời địa lợi nhân hòa tác hợp cho đôi bạn trẻ lúc này đây không thể không kể tới. Cảm ơn sinh thành dưỡng dục của những người cha người mẹ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lâm Quân Sự và mẹ Triều Thị Vi cũng sẽ thường tiến lên sân khấu lúc này cùng với hai người con thân yêu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng thưa quý vị, nối liền hai miền quê, quê hương Kim Phú thân yêu và quê hương Phú Thịnh của huyện Yên Sơn. Lúc này đây chúng ta sẽ cùng chào mừng sự có mặt của ông Lê Văn Hiệp, trưởng đại diện cho họ tộc bên gia đình nhà trai cùng đoàn đại biểu bên gia đình nhà trai. Cùng với đó là ông Nguyễn Huy Toàn, trưởng đại diện cho họ tộc gia đình nhà gái cùng đoàn đại biểu bên gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn gia đình nhà trai và trưởng đoàn gia đình nhà gái sẽ có mặt tại sân khấu lúc này. Xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể tất cả quý vị, và quả đúng là hôm nay thì trên mảnh đất quê hương Kim Phú thân yêu, và để rồi hàng trăm hàng ngàn gương mặt nở nụ hoa hân hoan chào đón ngày vui hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay là hạnh phúc nhà, và cô dì chú bác họ hàng xa tới mừng, mừng cho anh giỏi em tài, mừng cho ai họ gái trai sum vầy. Và tới đây những người thực hiện chương trình MC Đình Kỳ xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diệu chính thức bắt đầu với lời chào, lời cảm tạ của đại gia đình. Vâng thưa quý vị, và lúc này đây để thay lời những tình cảm của gia đình và chú rể cùng cô dâu, và đặc biệt báo cáo về thành tích đoàn đưa đón dâu và cùng với phần lễ đầu tiên mà gia đình đã cùng với cô dâu chú rể hướng dẫn tại gian nhà chính, đó là phần lễ gia tiên. Và lúc này đây vẫn với những phần nghi lễ thủ tục tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện đáng kính của chúng ta là ông Lê Văn Hiệp, đại diện cho đoàn gia đình nhà trai, sẽ phát biểu đôi lời và cảm tạ tới sự có mặt của toàn thể tất cả quý vị, báo cáo thành tích đưa đón cô dâu lúc này đây. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các quý vị trong hội hôn, kính thưa quan viên hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái, tôi Lê Văn Hiệp được sự đồng ý của họ nhà trai, được sự ủy quyền của ông bà Sự Vi, tôi làm trưởng đoàn. Đoàn chúng tôi đến đón cháu dâu bên họ nhà gái. Báo cáo với hội hôn, đoàn chúng tôi đi về, đi đến nơi, về đến chỗ đúng giờ, an toàn. Và họ nhà trai chúng tôi sang bên họ nhà gái được sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo và ân tình. Hai gia đình là một. Vì vậy, tôi cũng được thay mặt cho đoàn nhà trai xin báo cáo với quan viên hai họ và các quý vị cũng qua đây cho phép tôi được thay mặt cho họ nhà trai kính chúc quan viên hai họ, kính chúc các vị luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Xin hết. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu ân tình nồng thắm. Và lúc này đây, gia đình nhà gái đến từ quê hương Phú Thịnh cũng xin được gửi gắm đôi câu với những lời chào và những lời nhắn nhủ tới toàn thể tất cả quý vị và căn dặn con cháu về lâu về dài. Ngay sau đây, sự có mặt của ông Nguyễn Huy Toàn cùng đoàn đại biểu bên gia đình nhà gái sau đây sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể tất cả quý vị với những tràng vào vỗ tay để chào đón. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa đoàn đại biểu xuân họ nhà trai cùng các quý vị thân khách tới dự tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi
được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời ân cần nhất tới tất cả quý vị có mặt tại hội hôn hôm nay. Kính thưa các quý vị, ông bà Sử Vi thì sinh hạ được cháu Quân, đã khôn lớn trưởng thành. Và ông bà Dương Gấm là anh chị của chúng tôi, cũng đã sinh hạ được cháu Ngọc Diệu, đã lớn khôn. Qua một thời gian tìm hiểu, từ tình bạn cho đến tình yêu, đã được sự vun đắp của hai bên gia đình và bạn bè của hai cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, hai gia đình ông bà Sử Vi ở Kim Phú và ông bà Dương Gấm ở Bố Tịnh tổ chức lễ thành hôn cho hai con của ông bà là chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diệu. Đoàn đại biểu xuân họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Ngọc Diệu sang đây làm dâu con của ông bà Sử Vi và cháu dâu của tất cả các cụ công các bà và xuân họ nhà trai. Đoàn chúng tôi sang, tôi là chú của cháu Ngọc Diệu, tên là Toàn, là trưởng đoàn. Trong đoàn đi của chúng tôi hôm nay có các bác, các cô, các chú, các dì, các mợ và các bạn của cháu Diệu. Được thay lời cho đoàn đại biểu xuân họ nhà gái, được cảm ơn sự đón tiếp rất là ân tình và nồng hậu của xuân họ nhà trai. Vâng, cháu Ngọc Diệu của gia đình anh chị chúng tôi là ông bà Dương Gấm thì đã được bố mẹ nuôi cho ăn học, đã khôn lớn và trưởng thành. Nhưng trong phong tục tập quán của mỗi nơi, mỗi gia đình mỗi khác nhau, khi cháu của chúng tôi về làm dâu tại gia đình nhà ông bà Sử Vi và là cháu dâu của các cụ công các bà và xuân họ nhà trai, mà nhất đặc biệt nhất là vợ của cháu Quân, không biết nói gì, gửi lời thì nói mà gửi gói thì mở, thì được gửi gắm tình cảm và trao cháu Ngọc Diệu của gia đình anh chị chúng tôi cho ông bà Sử Vi, là con dâu của ông bà Sử Vi và cháu dâu của các cụ công các bà và xuân họ nhà trai. Cháu Ngọc Diệu thì cũng đã rất là được bố mẹ nuôi cho ăn học, thì cũng mong là trong thời gian về nhà chồng thì cũng mong là hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đã trồng cây chung thì sẽ ăn quả chung, mà ra hoa kết trái thì ta cùng trông nom. Thì sau này hai cháu đã nên vợ thành chồng thì mong là hai cháu là một cái cầu nối giữa gia đình nhà chồng và gia đình nhà bố mẹ đẻ. Thì hôm nay tại hội hôn của gia đình nhà trai, tôi xin phép được trao cháu Diệu là con của ông bà Dương Gấm và cháu của họ nhà gái chúng tôi cho ông bà Sử Vi và xuân họ nhà trai. Trước khi ngừng lời thì cũng xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cụ công các bà và tân quý khách tới dự tiệc hôm nay đã đón tiếp đoàn đại biểu xuân họ nhà gái chúng tôi rất là chu đáo và nồng hậu. Vâng, xin được chúc quý vị tới dự tiệc hôm nay thật là vui và thật hạnh phúc, và chúc cho hai cháu Hồng Quân và Ngọc Diệu là trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, lời ông nói ân tình nồng thắm và gia đình nhà trai, gia đình nhà gắm, gái cũng xin được gửi gắm đôi câu căn dặn con cháu về lâu về dài. Vâng, thưa quý vị, và thưa quý vị, với những lời căn dặn vừa rồi thì xin được trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn cùng với vâng cha mẹ thân sinh ra chú rể cùng cô dâu. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà Sử Vi ạ. Trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, chú rể muốn nói với cô dâu rằng đôi chân anh đã đi nửa vòng trái đất và gặp em đây là người anh yêu nhiều nhất trong cuộc đời. Và lúc này đây rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những thăng bậc tình yêu cô dâu chú rể muốn trao gửi cho nhau. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng đến với những phần nghi lễ tiếp theo. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến tới dãy bàn tiệc đầu tiên để cùng chia ngọt sẻ bùi với chiếc bánh cưới ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời khắc tên mình lên trên nhịp cầu nối tình yêu của hai bên gia đình.
Và đặc biệt là ngày hôm nay, với thiên thời địa lợi nhân hòa tác hợp cho đôi bạn trẻ, chú rể và cô dâu ơi, tay trong tay của đôi bạn trẻ sẽ cùng cắt ngọt, chia ngọt sẻ bùi ở trên chiếc bánh ngọt ngày hôm nay, tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi vững bền. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể ạ. Bên em, bên em anh say trong hành. Với những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Với những lời chúc mừng chân thành nhất ạ. Thật tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay cập bến đỗ an toàn và cũng là một bến cảng để chèo lái con thuyền tình yêu hạnh phúc. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến tới dãy bàn tiệc tiếp theo để cùng khai tiệc hồng với những ly rượu sâm banh. Và chúng ta sẽ nổ những tràng vỗ tay thật lớn ạ. Xin được trân trọng kính mời. Tháp ly tình yêu hạnh phúc đã được xây dựng lúc này đây, với những giọt rượu tượng trưng cho những dòng máu hòa quyện cùng với nhau, những trái tim hòa chung cùng một nhịp đập. Vâng, tháp ly còn tượng trưng cho sự vững bền của nền tảng của những người cha người mẹ dành cho những người con thân yêu của mình. Và thưa quý vị, và lúc này đây, những ly rượu tràn đầy những tình cảm của những người con, của những người cháu muốn gửi tới toàn thể tất cả quý vị một lời cảm ơn, lời cảm tạ trân trọng nhất. Và lúc này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khui chai rượu sâm banh tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, đồng hành cùng với chén rượu này lúc này đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự trở lại của bố Lâm Quân Sự và mẹ Triều Thị Vi. Xin được trân trọng kính mời. Và cùng với đó, xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn Lê Văn Hiệp và bác Nguyễn Huy Toàn sẽ trở lại sân khấu để cùng nhận những tình cảm từ những người con, những người cháu ngày hôm nay với niềm hạnh phúc thân thương, với sự tác hợp của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời bố Lâm Quân Sự và mẹ Triều Thị Vi sẽ cùng trở lại sân khấu lúc này. Xin được trân trọng kính mời. Để sẽ nâng những ly rượu tình cảm thân thương của ngày vui hạnh phúc của mình để cùng gửi gắm những lời cảm ơn, lời cảm tạ thân thương của những đấng sinh thành, những bậc dưỡng dục và sự tác hợp của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng cùng ly với lại đại gia đình và cùng với đó ngoác tay uống rượu giao bôi ạ. Vâng, ly rượu hạnh phúc, ly rượu hồng ngày hôm nay đó là niềm hạnh phúc thân thương của đại gia đình. Một lần nữa chúng ta sẽ hô thật to 1, 2, 3 rô và chúc mừng hạnh phúc thật to đấy ạ. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc ạ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng mắc tay uống rượu ra bôi. Vâng, thưa quý vị, cùng với đó ngay sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến lên phía trước. Vâng, sẽ tiến lên phía trước trao gửi gắm cho nhau những tình cảm, những món quà ngày hôm nay đánh dấu sự kiện trọng đại của riêng mình. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng để ly rượu ạ. Vâng. Vâng, và lúc này đây chúng ta sẽ hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với phần tiếp theo đặc biệt dành cho cô dâu và chú rể. Hai nhân vật chính của chúng ta sẽ tiến lên phía trước đi ạ. Chú rể của chúng ta đang đứng trước đám đông thì vô cùng xúc động, mà cô dâu của chúng ta thì đang bay bổng mơ mộng trên mây hồng hạnh phúc. Rất nhiều tình cảm, rất nhiều điều muốn nói với nhau. Và lúc này đây xin mời cô dâu chú rể sẽ hướng về phía nhau một góc 37 độ 5 đi ạ. Xin mời chú rể sẽ chủ động cùng rút trong túi của mình ra một chiếc hộp nho nhỏ chứng tỏ lòng mình. Cùng với đó chứa từng hai vòng tròn tình yêu, hai vòng tròn hạnh phúc, thưa quý vị. Hạnh phúc tròn vẹn của đôi bạn trẻ của chúng ta tượng trưng cho những vòng tròn trước nhẫn cưới ngày hôm nay. Không có điểm kết thúc, thưa quý vị, một vòng tròn tròn vẹn. Xin mời chú rể sẽ trao tình yêu hạnh phúc của mình lên bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của người vợ thân yêu của mình lúc này. Và cùng với đó cô dâu của chúng ta sẽ cùng trao cho người chồng thân yêu lúc này đây. Vâng, không ở đâu xa nữa mà ngay trước mặt mình thôi. Đó là tình cảm và sẽ là một nụ hôn nho nhỏ. Tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ ạ. Quý vị ơi, vỗ tay đi ạ. Vâng, thưa quý vị, nụ hôn ngọt ngào vừa rồi cũng tạm thời khép lại phần lễ thật trang trọng, ý nghĩa dành cho bạn trẻ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai bác. Xin được chúc mừng đôi bạn trẻ. Vâng, cùng với đó xin được cảm ơn và chúc mừng gia đình. Xin mời hai bác và toàn thể tất cả quý vị sẽ cùng trở về
vị trí của mình. Và cùng với đó, cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến tới tất cả các dãy bàn tiệc để cùng mời trực tiếp và cảm tạ tới toàn thể tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Và lúc này đây cũng xin được đỡ lời cho gia đình ông bà Sự Vi cùng đại họ tộc gia đình nhà trai xin được gửi tới gia đình nhà gái những lời mời trân trọng nhất. Lúc này đây chúng ta sẽ cùng di chuyển tới những dãy bàn tiệc mà gia đình đã chuẩn bị để chào đón, tới toàn thể tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Và lúc này đây chúng ta cũng sẽ cùng trở lại với không khí âm nhạc. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở lại sân khấu ạ. Thưa vị, đó chính là chú rể Hồng Quân của chúng ta sẽ gửi tới toàn thể tất cả quý vị một món quà âm nhạc. Xin được trân trọng kính mời. Chú rể Hồng Quân là một người bạn rất thân thiết với MC Đình Kỳ cùng với rất nhiều anh em nghệ sĩ ngày hôm nay cũng đang có mặt. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để cùng giao lưu và cùng trò chuyện và cùng làm quen với rất nhiều dòng ca, rất nhiều những ca khúc, những món quà âm nhạc sẽ được giao lưu tại sân khấu này. Và điều mà chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diệu muốn nói với tất cả quý vị, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, thật hạnh phúc ngày hôm nay quý vị đã có mặt tại đây. Quý vị đã đem những tình cảm thân thương nhất của mình, những tràng pháo vỗ tay và những lời chúc mừng thân thương nhất dành tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, ngàn lời muốn nói với người vợ thân yêu lúc này ngay bên cạnh. Những lời nói đó sẽ được thể hiện qua một ca khúc dịu dàng mà chú rể Hồng Quân sẽ gửi tới cô dâu. Xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chú rể Hồng Quân của chúng ta sẽ thể hiện ca khúc này, thể hiện tình yêu của mình ạ. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây anh trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng lẽ những tâm sự này. Là từ nắng ấm, là anh đến bên em cho vơi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi ấy. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm bên, sẽ luôn là người yêu đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Bình minh dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ, chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Cánh tay của quý vị đâu ạ? Giơ cao lên quý vị ơi! Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Luôn là
tia nắng trong anh không xa rời. Vâng thưa quý vị, tôi cũng như quý vị hiện nay đang rất muốn dành thật nhiều thời gian hơn nữa dành cho chú rể Hồng Quân và cô dâu Ngọc Diêu ở sân khấu này. Tình cảm thật là tuyệt vời đúng không ạ? Rất nhiều cảm xúc mà quý vị lúc này đây cũng cảm nhận lại. Mà ai mà chưa có tình yêu hạnh phúc như đôi bạn trẻ này thì chúng ta tìm ngay đâu đó thôi đúng không ạ? Xung quanh ngay đâu đó thôi, một nửa trái tim sẽ cùng hòa chung nhịp đập cùng quý vị. Một lần nữa chúc Quân cùng với Diệu thật hạnh phúc. Và lúc này đây, tiếp thêm lời hạnh phúc đó thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với dòng ca của người em gái. Vâng, một người em học cùng với chú rể lúc này đây, đó là em Thu Uyên sẽ gửi tới quý vị một ca khúc. Và đồng hành với ca khúc này thì xin mời các bạn cùng với chú rể sẽ cùng lưu lại hình ảnh ấn tượng, hình ảnh đẹp mắt ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Thu Uyên. Quý vị cho em một tràng vỗ tay thật to có được không ạ? I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to suffer. Cause every time we touch I get this feeling. Every time we kiss I swear I can't fly. Can't you hear my heartbeat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch I feel the stars. And every time we kiss I reach for the sky. Can't you hear my heartbeat so? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my sky. They wipe away thank you.
câu hát ru như một đời thuở bé. Đưa ta về bên bài tuổi thơ mâm lòng người nghe câu hát.
vội trao tay. Người ơi, dù người ở hay người về, cho anh theo chân đến câu quan họ. Dẫu có sống sâu, anh xin níu dài yếm đào bên nhau qua cầu, chẳng sợ gió. Lạnh đòn mà để hôn ai chơi vơi chơi vơi. Câu quan họ chiều nay em hát cũng sao duyên khi quan thi nhận thêm mâm lòng người nghe câu hát như miếng trộm em vội trao tay. Người ơi, người ơi, dẫu có sông sâu anh xin níu dài yếm đào bên nhau qua cầu, chẳng sợ gió. Lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu,
về cho ấm lại anh chàng về. Em ơi, chiều nay dừng trướng cũ buồn đường con ca ngàn hoa tím tím sang trời hoa tím thắm nhạc anh duyên tình thương thương về bóng hình người em bên mái nhà cháy xin gắng chờ anh đến ngày mai chung nơi ca tình yêu nhớ lại tình xưa đẹp người hôm nay còn đi người mai kia còn đi anh sẽ về cho ấm lại anh chàng vầng trăng xưa con xuôi sao không thấy anh về thăm anh ơi câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu dù năm tháng dài đường xa dần dù anh đi đường mây tìm quê chiều nay dừng trướng cũ quên hành đường còn xa ngàn hoa tím tím đang cao hoa tím thắm nhạc anh duyên tình thương thương về bóng hình người em bên mái nhà cháy xin gắng chờ anh đến ngày mai rồi đây thăm lại tình chưa đành đàn người hôm nay còn đi người mai kia còn đi nhưng sẽ về cho ngày anh chẳng đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn sương thầm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm những rung động trái đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời phải không em ơi anh ước mơ lâu lắm rồi sống đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào nơi hoàng hôn thơ mộng nơi dân thông xuyên địa đàng nụ hôn anh sẽ ở lại thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài nơi biển xanh
đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Để yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sống thầm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ước mơ lâu lắm rồi. Xin đời vàng mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng vàng, lá thu nơi rừng thông xuyên địa đàng. Hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa bầy trời tình yêu sẽ giúp chúng ta thành đôi. Rất hoang sơ, rất mơ hồ. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời tình yêu sẽ giúp chúng ta thành đôi. Rất hoang sơ, rất mơ hồ.